của các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh. Thương chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều thắng lợi cùng thành công trong cuộc sống. Hôm nay nhân ngày birthday của con trai lớn mình, tụi mình sẽ đi ăn nhà hàng Garden Legend. Vậy mời cả nhà đi cùng bọn mình nhé. Bữa nay mình đi ăn birthday nè, đó cha nè, cho Jimmy nè, bữa nay birthday của Jimmy. Giờ bắt đầu mình đi ra highway nha, nãy giờ mình ở trong phố. Đi ra highway được một khúc á, thì đường á thì bị kẹt xe, xe đi cái nhích, mình sợ thì đến trễ. Giờ quẹo qua đường này là vô trong phố rồi nè, là đến cái nhà hàng rồi. Nhưng mà thằng con mình nó thấy xe nhiều quá đông, mà thật ra vô không còn chỗ đậu xe luôn. Đi tìm chỗ đậu xe rất là khó, bởi mấy người này phải drop mình xuống trước rồi để mình vô mình lấy chỗ. Mà tại vì mình chỉ có đăng ký chỗ rồi, mà vô đông đến nỗi mà người ta cũng không có cho mình vô liền, người ta nói phải đợi chút xíu. John, con trai mình á, thì nó đi tới sau, nó đi bằng xe của nó. Bởi vì mình thấy thôi kệ, đợi cũng được, tại thằng John nó chưa có tới. Bây giờ là tụi mình đã được nó đã cho vô rồi nè. Đợi cũng khoảng 15 phút rồi. Lại giờ đã vô bàn. Đây là cái khung cảnh trong nhà hàng. Đông lắm. Bàn nào cũng full hết. Tụi mình vừa ngồi xuống bàn thì John cũng tới cùng lúc. Bây giờ mình đi quay vòng vòng để mình coi đồ ăn ra sao nha. Ở đây có cái lobster, ở đây có lobster không? Mẹ không biết nữa. Đây là chén súp. Mời cả nhà ăn súp nha. Mời cả nhà ăn súp nha.
Đây là dĩa đồ ăn của mình nè. Đây là bếp kim đắp nha. Lâu quá bữa nay mới trở lại nhà hàng này anh. Đây là tôm rau muối. Bây giờ mình ăn xong rồi, bây giờ mình đi quay một cái vòng tất cả nhà xem tại lúc mình lấy đồ ăn nhiều cái hơi. Đây là món chè nè, cái này chè khoai môn với đậu đỏ, còn cái này là đậu hũ nước đường. Cái này là có là sao súp, còn cái này là ép drop súp. Còn đây mấy cái đồ điểm sắm. Này mình không biết cái gì, còn cái này là cà tím, cái này đậu hũ, cái này gà, cái này đậu. Đây là hàng salad. Còn cái khúc này là bán mì nước á. Và đây là hàng Peking duck. Từ lúc mà vịt nó mắc á, cái nó cắt nó hà tiện là thấy không, cắt một miếng rồi cắt lại em hơi nhỏ xíu á. Ngày xưa là ăn thoải mái lắm, nhưng mà bây giờ là limit, mỗi lần lợi lấy chỉ được 2 miếng thôi. Đó, một đứa đứng hồi đó, ngày xưa là tự mình gấp cái này nè, giờ nó có một đứa đứng cũng như phát cho mình. Tôi nghĩ maybe mình mình thích ăn bếp kinh đất, bởi vì sao mình lấy trong 2 miếng.
sau khi thổi bánh á, mình với Jimmy đi lấy đồ tráng miệng. Rồi đi ăn đi con. Này của Jimmy nha. Ông cũng chồng quay lại coi ăn ngon không? Đây là dĩa tráng miệng của mình. Nè, bây giờ đi sân ăn ice cream. Rồi nè, mình đang chuẩn bị lên xe đi về đi nha. Bây giờ tụi mình về gần đến nhà rồi nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin đừng quên đăng ký kênh, nhấn like và share và cùng đồng hành với mình trong những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye con. Thank you, happy birthday.